Con tới rồi hả? Cả nhà chờ có mình con đó. Ba chưa tới hả ba? Ba con bận việc chắc sẽ không tới đâu. Con qua đây ngồi đi. Dạ. Con cứ dẫn theo một người nữa cho cả nhà mình gặp mặt. Ai vậy? Đây là bạn gái của con. Chào bà tổng giám đốc. Em ngồi đi. Còn hãy giải thích đi Gia Bảo, tại sao cô gái này có mặt ở đây? Khi nãy con đã giới thiệu với má rồi, cô ấy là bạn gái của con. Chuyện này em đừng có mang ra giỡn nữa đi Bảo. Em đang nói chuyện rất nghiêm túc. Kể từ hôm nay, tụi em chính thức hẹn hò với nhau. Chính vì vậy, nhân dịp bữa cơm gia đình, em muốn mời cô ấy đi cùng để cho mọi người gặp mặt. Cô nghĩ cô dùng đến cái cách hèn hạ này để mong là tôi có thể có cái nhìn khác về cô sao? Tôi nói cho cô biết, tốt nhất là cô nên ra khỏi đây đi, nếu như không muốn chịu thêm sự nhục nhã nào nữa. Thưa bà tổng giám đốc, con không còn là nhân viên của công ty Thành Phát nữa. Xin bà đừng ra lệnh cho con như vậy. Cô nói cái gì? Bảo à, em nghe lời chị, đưa Lan Anh ra ngoài trước đi. Tại sao? Đây là buổi họp mặt gia đình mà. Bây giờ gọi thức ăn đi, em đói bụng lắm rồi. Bảo, lâu lâu gia đình mới có dịp ngồi họp mặt với nhau, tại sao em lại làm cho không khí căng thẳng như vậy? Gia đình mình lúc nào mà không như vậy? Không khí như thế này mới là không khí quen thuộc mà chị em chúng ta đã lớn lên. Đủ rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Ồ, không biết phải chỗ này không ta? Wow, vậy là đúng rồi. Thằng nhóc này định bao mình ăn tối nay ở đây thiệt hả ta? Nhà hàng gì mà lớn dữ vậy trời. Dạ chào anh. Chào chị. Mời anh vô trong. Dạ. Dạ. Thùy Kha, con gọi phục vụ mang thức ăn lên đi. Ăn xong rồi mọi chuyện tính sao? Dạ. Khoan đã. Ờ, má chờ con một chút, chỉ còn một người nữa. Dạ thưa bà, có người tới à? Ê Quân, tôi tới rồi nè. Má đã gặp cậu ta rồi, nên con cũng không cần phải giới thiệu nữa. Hai chị cũng chào hỏi cậu ta đi. Đó là cậu em thất lạc của hai chị đó, Phạm Hữu Nguyện. Sao? Hữu Nguyện? Gia Bảo, con đang bày trò gì vậy? Má đã nói đây là họp mặt gia đình. Dù sao ba cũng đã gặp mặt cậu ta rồi, nên không có gì phải giấu được. Mau qua đây ngồi đi Hữu Nguyện. Hôm nay cả gia đình chúng ta phải ăn uống một bữa vui vẻ, vậy mới gọi là họp mặt chứ. À mà quên,
Em cũng nên chào hỏi anh trai của anh một tiếng đi. Em sao vậy? Lan Anh, anh ta là anh trai của anh đó. Đủ rồi, má không thể chịu đựng thêm được nữa. Tại sao con có thể quá đáng như vậy? Tại sao có thể làm không khí gia đình trở nên tồi tệ như vậy? Sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì về nhà giải thích rõ cho má hiểu. Đồ rác rưởi. Có gì nói sao nha. Người này đi đâu không biết nữa. Mà má, má làm vậy có được gì đâu má. Má không thể hiểu nổi thằng Gia Bảo, tại sao có thể làm như vậy với má chứ. Thôi mà má, có gì về nhà la em nó, chứ ở đây cũng là nơi công cộng mà. Nếu như hôm nay có ba con ở đây thì chúng ta có màn kịch hay để xem rồi. Con có biết ba con làm gì không? Ổng đã thêm tên thằng con quan đó vô hộ khẩu, rồi ổng còn nói là sẽ cho nó vô công ty làm phụ ổng nữa. Thiệt hả má? Ba nói vậy hả? Cho nguyện vào công ty nữa à? Chứ còn gì nữa. Bây giờ ổng lại còn đi qua đêm, không thèm gọi cho má một tiếng nào hết. Ổng toàn làm những chuyện như vậy, hỏi sao má không bực mình. Má, thực ra ba con... Ba con sao? Anh nói đi, chồng tôi đang ở đâu? Làm ơn đừng có giấu tôi nữa. Chồng tôi bị tai nạn rồi đúng không? Hiện giờ anh ấy đang ở đâu? Tình trạng như thế nào? Phải, anh Đạt đã bị tai nạn. Trời, chồng tôi bị tai nạn, tại sao anh không báo cho tôi biết sớm? Hiện giờ anh đang ở đâu? Tình trạng như thế nào? Công an vẫn đang tìm kiếm. Cái gì? Vậy nghĩa là sao? Anh đã tới tận hiện trường vụ tai nạn xảy ra, nhưng chỉ thấy chiếc xe, không thấy anh Đạt ở đâu hết. Không thấy? Không thấy có nghĩa là sao? Vậy là anh ấy gặp tai nạn rồi mất tích à? Thật ra đêm đó đã xảy ra chuyện gì với anh hả? Đừng nói với tôi, đừng nói với tôi chuyện này là do anh làm nhé. Anh nói đi, anh nói đi. Đừng có mỗi lần tôi hỏi anh lại im lặng như vậy. Tôi đang điên lên đây nè. Không phải em đã từng nói với anh
em sẽ không bao giờ hối hận, dù anh có làm chuyện gì đi nữa. Đêm đó anh đã cố gắng hết sức để anh ta tại sao lại làm như vậy chứ? Anh có bị điên hay không? Ai yêu cầu anh làm những chuyện như vậy? Tại sao anh dám đụng vô chồng của tôi hả? Hả? Tại sao? Bằng mọi giá anh phải đưa chồng tôi về đây. Nếu như chồng tôi có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tôi không bao giờ tha cho anh đâu. Anh phải đưa chồng tôi về đây. Tôi nói là tôi sẽ làm. Anh nghe rõ chưa? Anh Đạt ơi, anh đang ở đâu? Anh bị thương mà còn mất tích nữa. Anh ơi, đừng có chuyện gì xảy ra nha. Anh ơi, anh ơi. Anh Đạt ơi, anh đang ở đâu vậy? Vậy sao? Tôi hiểu rồi. Cảm ơn dì. Yên tâm, chúng tôi sẽ tiến hành chụp CT ngay bây giờ.
có phải? Dung, là em phải không? Anh đã đỡ hơn chưa? Em vẫn còn sống sao? Không phải tôi bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh đây sao? Sống, tạ ơn trời đất. Em thực sự còn sống. Hình như hai người không có gì để nói. Vậy thì xin phép tôi đưa Lan Anh về. Đi thôi em. Em chưa chịu về sao? Lan Anh à, chuyện này không phải là sự thật, có đúng vậy không Lan Anh? Lan Anh, nói cho mình nghe đi, tất cả những chuyện này đều là giả, là sắp đặt hết đúng không? Mình chỉ nghe Lan Anh nói, mình chỉ tin một mình Lan Anh thôi, người khác có nói gì cũng không quan trọng. Lan Anh, làm ơn nói cho mình biết đi, tất cả những chuyện này đều là do mình hiểu lầm hết đúng không? Mình đã hiểu sai, có phải vậy không Lan Anh? Xin lỗi, mình phải đi rồi. Xin lỗi Nguyện, kể từ ngày hôm nay mình là bạn gái của Gia Bảo. Không phải như vậy đâu, không phải như vậy. Chuyện này sao có thể như vậy được? Không phải như vậy mà. Lan Anh, Lan Anh à, Lan Anh à. Anh tính làm gì vậy hả? Anh muốn nghe chính miệng Lan Anh nói. Bây giờ cô ấy đã khẳng định rồi, mày vẫn không tin nữa hay sao? Mày, tôi thấy tốt nhất anh nên chấp nhận sự thật này thì đúng hơn. Mình về thôi.
Lan Anh. Lan Anh. Lan Anh. Lan Anh à. Lan Anh. Không phải như vậy. Không phải là sự thật. Không thể nào. Tất cả chỉ là dối trá thôi. Nói cho mình nghe đi bà Lan Anh. Lan Anh. Em làm sao chị? Không đi tiếp à? Ngay bây giờ, nếu em muốn thì quay vô trong đó với thằng Nguyễn. Tại sao lại quá đáng như vậy? Tại sao anh phải làm khổ Nguyễn như vậy hả? Từ nhỏ tới lớn, lúc nào anh cũng khát khao được thắng Nguyễn một lần. Bây giờ anh được như ý muốn rồi đó. Anh vui chưa? Em đừng như vậy. Để anh đưa em về. Buông tay ra. Bây giờ em muốn được ở một mình. Thời gian qua em sống như thế nào? Chắc là đã trải qua nhiều khổ cực lắm phải không? Thực ra cuộc sống của tôi mười mấy năm qua cũng không tới nỗi nào. Có những tai nạn không mong muốn xảy ra, nhưng nhờ trời Phật phù hộ nên tôi đều tai qua nạn khỏi. Sống được đến giờ này coi như cũng rất may mắn. Thật sự gặp lại em anh mừng lắm. Thằng Nguyễn, nó có khỏe không? Nó khỏe, em yên tâm. Vậy à? Tôi tin tưởng nếu giao con cho anh sẽ chăm sóc nuôi dạy nó tốt hơn tôi. Anh biết điều đó mà. Thực sự thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện không như anh mong muốn, nhưng anh đang cố gắng chấn chỉnh lại tất cả, đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu. Vốn dĩ nó phải như vậy. Anh chắc chắn sẽ làm được em à. Chị Khuê có khỏe không anh? Kể từ lúc bác mất, chị Khuê sống như thế nào? Sao tự dưng em lại hỏi như vậy? Vậy ra chị Dân không kể gì cho anh nghe sao? Chị Dân chưa kể với anh là sau ngày bác ngã, chị có thấy một cái đầm ướt nhẹp nước mưa của chị Khuê giấu trong phòng sao? Đó là chiếc đầm chị Khuê đã mặc đêm bác bị té ngoài trời mưa.
Sao ướt nhẹp vậy mà cổ không kêu mình đi giặt liền ta? Cái này giống như áo bị mắc mưa hồi tối vậy. Tối đó có người thấy chị Khuê với anh Tài đi xuống phòng làm bánh. Tin đồn trong nhà lâu rồi, anh không biết gì sao? Chuyện này anh thật sự không biết gì sao? Hey, trời đất ơi, cái ông nội Phúc này chuyên gia bỏ quên đồ. Ủa, cái gì trong này của thằng Quân đây nè? Cái gì không biết nữa? Chú Phúc nè, tôi thấy tiền này trong túi áo của chú nè, trong lúc tôi giặt đồ đó. Ý, tiền của tôi nè. Đúng rồi, trời ơi, tôi bỏ quên trong túi áo mà không biết, tưởng đâu mất rồi chứ. Cảm ơn chị nhiều nha. Ủa, cái lọ gì mà cầm trên tay vậy? Em cũng không biết nữa. Em thấy trong túi quần của thằng Quân trong lúc em giặt đồ đó. Chị, cho em mượn cái. Nè. Đây, theo kinh nghiệm từng trải của tôi á, đây không phải là một lọ nước bình thường đâu nghe. Hình như nó là thuốc bổ á, hay là thuốc tăng lực gì đó. Đang yếu yếu trong người, dứt một cái khỏe liền. Thì bây giờ chú phải mở ra mới biết ở trong là cái gì chứ. Để thử ha. Đâu, chú thử đi. Cho con. Trời, thằng quỷ làm hết hồn luôn à. Ê, đó là cái gì ạ? Thuốc tăng lực đúng không? Thuốc tăng lực yếu yếu quất vô một cái khỏe liền đúng không? Dạ không, chỉ là thuốc hạ sốt dạng nước thôi. Nè, rồi con ở đây, rồi thằng quyền đâu? Nó không có đi về chung với con hả? Dạ không, nó vẫn chưa về hả chú? Qua được vòng một rồi, thấy mấy đứa có vẻ là rảnh rang quá ha. Dạ không phải, con đi kiếm nguyên liệu thôi, với lại phải tốn thời gian để suy nghĩ về đề mới của thầy. Thôi, con xin phép mọi người, con lên phòng trước. Có ai biết tin tức gì của thằng Nguyễn từ tối hôm qua tới giờ không? Dạ không chú. Anh Nguyễn, có phải anh Nguyễn đằng đó không vậy? Anh Nguyễn. Ôi, Nguyễn à, ôi, bị gì Nguyễn? Anh bị làm sao vậy chú? Một người nó nóng như lò than vậy anh ơi. Đến với tôi, khi nó lên nhà trên đi, dạ. Mọi người phụ một tay, phụ một tay, nhanh lên. Đến bất ngờ, sao không biết luôn? Vào lúc tôi không mong không. Một người sẽ muốn hỏi thăm và làm tôi vui. Những nụ cười tôi bỏ quên nơi đâu lâu rồi. Một người sống trong giấc mơ vẫn gọi tên tôi. Các ông! Chẳng không cho đúng cái đó! Chỉ nắm tay mãi mãi ba không rời. Một người sẽ luôn bên tôi, dù gian khó hay khi huy hoàng. Một người sẽ mang trái tim dịu dàng yêu tôi. Có khi nào chính em là cô gái tôi vẫn đang chờ đợi? Nếu định mệnh khiến một ngày đôi ta bước tới,
Em nghĩ lung tung đủ thứ chuyện hết. Tôi muốn dành chú cho người kiểm tra liền cái thắng xe hơi vốn từ bị tai nạn. Chiếc xe mới vừa bảo trì, tại sao tôi đi lại có vấn đề? Tuy không phải là liều lượng cao, nhưng đủ để làm cho cậu mất đi vị giác và khứu giác. Liều 2-3 ngày nữa có hết không bác sĩ? Tình trạng của cậu tôi phải theo dõi và tiến hành các bước kiểm tra đo lường vị giác thì mới có kết luận chính xác được. Rồi thằng Quyền đâu? Nó không có đi về chung với con hả? Dạ không. Nó vẫn chưa về hả chú? Qua được vòng một rồi. Thấy mấy đứa có vẻ là rảnh rang quá ha. Dạ không phải. Con đi kiếm nguyên liệu thôi. Với lại phải tốn thời gian để suy nghĩ về đề mới của thầy. Thôi con xin phép mọi người, con lên phòng trước. Dạ, thưa thầy, con mới về. Anh Nguyễn mua cái máy đó để đền cho anh đó. Ảnh gom hết tiền tiết kiệm ra để mua cái máy mới đền cho anh. Mà anh biết cái số tiền tiết kiệm đó quan trọng tới anh Nguyễn tới mức nào đúng không? Cái tên Nguyễn này đúng là khờ khạo mà. Gom hết tiền tiết kiệm ra để mua cái máy mới đền cho anh, chứ không biết là bị cướp mất cái thứ còn quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần nữa. Đúng không anh Quân? Cô nói như vậy là có ý gì hả? Tôi có ý gì đâu. Tôi nói Phong Long vậy thôi. Cái vụ máy iPod tôi nói cho anh biết là anh vậy đó. Tôi đi nha. Thank you.
không thể tập trung làm gì hết. Con phải làm sao đây? Thầy ơi. Được học làm bánh chung với Bảo ở đây, anh thấy vui lắm, rất là vui. Đúng là thằng khờ. Thằng Quyền đâu? Dạ con không biết. Đêm qua con không thấy nó về. Có ai biết tin tức gì của thằng Nguyễn từ tối hôm qua tới giờ không? Dạ không chú. Anh Nguyễn, có phải anh Nguyễn đằng đó không vậy? Thằng Nguyễn. Ê Nguyễn à, bị gì Nguyễn? Anh bị làm sao vậy chú? Nó nóng như lò than vậy anh ơi. Khi nó lên nhà trên đi. Dạ. Mọi người phụ một tay phụ một tay. Nhanh lên. Biết luôn. Cái thằng nhóc này có khi nào nó tập luyện quá sức không ta? Coi chừng cẩn thận đó, để nó nằm xuống đi. Đây. Từ 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 từ. Con sao không vậy nè? Vinh nè. Dạ. Chú chạy ra tiệm thuốc tây, coi có tiệm nào mở cửa chưa, mua thuốc hạ sốt cho nó. Đi lẹ lên, lẹ lên. Dạ. Hữu Nguyễn ơi. Nó nóng quá. Chắc là đêm hôm qua nó nằm xỉu trong phòng làm bánh đó. Vậy bây giờ làm sao má? Hay là mình đưa anh đi bệnh viện nha? Thôi đưa đi giờ không biết nữa. Để thằng Vinh về uống thuốc hạ sốt đây rồi tính. Nè nè nè, vậy uống miếng nước đi. Trời đất ơi, đang xỉu mà uống cái gì không biết nữa. Biết giờ này có hiệu thuốc nào mở cửa chưa nữa. Giờ này còn sớm quá trời à. Quân nè, hôm qua con nói con có chai thuốc hạ sốt dạng nước, có phải không? Dạ. À đúng rồi, hôm qua chú thấy con có cái chai thuốc hạ sốt trong lọ thủy tinh nhỏ nhỏ vậy nè, đem cho Nguyễn uống đi con. Vậy hả chú? Có khi nào cô cúc cho thằng Nguyễn uống rồi không? Mấy chuyện này chứ cô cúc lẹ lắm. Đúng rồi đó, trong những tình huống khẩn cấp vậy nè, tay chân đầu óc bà cúc lúc nào cũng đanh lẹ hết, biết đâu được bà cho nó uống rồi đó. Dạ không được,
Không được cho nó uống cái đó. Không được rồi. Má nhớ rồi, má nhớ rồi. Ngày hôm qua thằng Quân nó có cái lọ thuốc màu nâu nè. Nó là thuốc hạ sốt. Để má tìm, coi chùm tráng cho nó đi. Đây nè, thuốc này nè con. Nhưng mà bây giờ mình phải cho uống sao mới đúng liều lượng đây. Dạ. Muỗng này má, con nghĩ một muỗng là đủ. Đưa đây. Anh Nguyễn ngồi dậy đi. Sao vậy? Sao mà cứng ngắc vậy nè? Má cần con giúp không má? Nè, dạ. Cầm dạ. Cho má cái muỗng coi. Được rồi. Con à, hôm bữa con nói lạ thuốc này là thuốc hạ sốt mà. Anh Nguyễn, anh Nguyễn, anh bị làm sao vậy anh Nguyễn? Anh tỉnh lại đi, anh Nguyễn. Trong thuốc của anh có gì hả? Anh Nguyễn, anh Nguyễn. Anh Nguyễn ơi, tỉnh lại đi mà. Cuối cùng vẫn chưa tìm được anh Đạt hay sao? Chưa. Tại sao mấy ngày rồi vẫn chưa tìm được vậy? Anh cũng đang cố hết sức mà. Em bình tĩnh lại đi. Nhưng... Má. Phải đó má. Chú Tài nói đúng đó. Má đừng cuốn lên như vậy không giải quyết được gì đâu. Hay là như vậy, má ngồi nghỉ xíu đi má. Nha má. Chị hai nói phải đó má. Nguyên đêm qua má đâu có ngủ được xíu nào đâu. Lỡ như má có chuyện gì thì tụi con biết phải làm sao. Giờ này làm sao mà tụi con kêu má bình tĩnh cho được. Tìm thấy xe mà không tìm thấy người. Rốt cuộc là ba con bị cái gì, đi đâu không ai biết hết. Làm sao kêu má bình tĩnh được đây. Má à. Thôi được rồi, bây giờ không phải là lúc lo lắng cho má. Anh Tài, anh tiếp tục đi tìm. Bằng mọi giá anh phải tìm chồng tôi về đây cho bằng được. Tôi không còn kiên nhẫn nữa đâu. Tôi đây. Ba. Anh Đạt. Ba có sao không? Ba vô nhà ngồi đi ba. Anh Đạt. Ba.
Vết thương của ba, ba có sao không ba? Ba không sao. Anh về rồi, em mừng lắm. Chứ mấy ngày nay không có tin tức gì của anh, em nghĩ lung tung đủ thứ chuyện hết. Em sợ lắm, anh có biết không? Anh mệt rồi, anh muốn lên phòng nghỉ ngơi. Ba, hãy để con đưa ba lên phòng nha. Ba tự đi được. Về phía phòng của bà nội chi vậy? Sợ hãi, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Nè, chị ăn miếng cháo đi. Anh hạ sốt rồi đó. Tôi đỡ anh về ăn cháo nha. Tự ngồi dậy được không? Để tôi đỡ cho. Tôi bị gì vậy nhóc? Mới đây cái mất não rồi hả? Mọi người đã thấy anh ngất xỉu trong phòng làm bánh á. Vậy hả? Hèn gì đầu tôi có nhức bưng bưng. Thôi, ăn mấy miếng cháo dưỡng sức đi. Cháo này là cháo thượng hạng đó, không phải ai cũng được ăn đâu. Là Trà My nấu đó. Há miệng ra à. Tôi không ăn đâu. Ráng ăn chút đi, không ăn là nằm bệt luôn á. Nấu ngon lắm. Tôi không ăn mà. Bộ anh chê cháo tôi nấu hả? Hay là sợ tôi đầu độc? Yên tâm đi, tôi không có ác ý với anh đâu. Muốn gì anh khỏe rồi tôi xử anh sao? Tôi không phải là chê cháo cô nấu. Chỉ là tôi đang mệt, không muốn ăn gì hết. Giỡn mặt với tôi phải không? Không ăn cháo dạ ăn đấm không? Mỗi lần thất tình á là xỉu lên xỉu xuống, bỏ ăn bỏ uống à. Đàn ông kiểu gì vậy? Cô đừng có nói tầm bậy tầm bạ nha. Hả? Tôi thất tình hồi nào? Tôi nói tầm bậy mà trúng tùm lum tà la đó. Trời ơi, xỉu xong rồi mê man nói gì mà Lan Anh ơi đừng đi, Lan Anh ơi đừng bỏ tôi mà. Tôi mới vậy thiệt hả? Chứ còn gì nữa. Anh làm tôi thiệt sự là quá thất vọng luôn á. Mất bạn gái dĩ nhiên là đau lòng rồi. Nhưng mà như vậy đâu có nghĩa là sống không có mục đích giống vậy đâu. Anh không nhớ là anh phải đi tìm mẹ, phải trở thành một thợ làm bánh nổi tiếng. Trước mắt á là phải vượt qua vòng hai cô ông ngoại tôi nữa. Nhớ chưa cái đồ gà rù này? Nè, ăn đi.
Ngay cả khi tôi bệnh te tua như vậy mà cô cũng không dịu dàng với tôi chút xíu được hay sao? Cho người bệnh ăn cháo mà hùng hổ vậy ai mà dám ăn? Với con người lì lợm như anh á, tôi chưa dùng nắm đấm là may lắm rồi. Ăn đi, ăn hết trong vòng 7 nốt nhạc. À, vậy phải ngoan không? Ăn đi. À, cháo gì kỳ vậy? Cháo gì đâu kỳ, cháo thịt bằm trứng gà, nhiều hành nhiều tiêu. Thôi muốn chết nè. Nè, tôi đâu có bỏ thuốc độc anh đâu mà anh lo. Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn bây giờ. Không. Nè, tôi nói anh ăn từ từ anh nghe không? Phỏng lưỡi bây giờ. Không. Không có. Không, không có cái gì. Không có gì hết. Không có mùi gì hết. Sao lạ vậy? Hay là anh bị sốt lại? Anh hết sốt rồi mà. Nè, nè, đi đâu vậy? Nè, kỳ lạ như vậy. Lạ, lạ chuyện gì hả? Sao tôi thử cái gì cũng lạch nhách vậy? Không có gì hết, cũng không có mùi gì luôn. Có khi là anh bị bệnh rồi miệng anh bị lạc thì sao? Hả? Không thể nào như vậy. Không thể nào. Không thể nào. Ngày mai chú cho người kiểm tra liền cái thắng xe hơi hôm tôi bị tai nạn. Anh nói sao hả? Tôi nói chú không nghe rõ hả? Tôi nói chú ngày mai cho người kiểm tra cái thắng xe hơi. Chiếc xe mới vừa bảo trì, tại sao tôi đi lại có vấn đề? Kiểm tra liền rồi báo cáo cho tôi biết. Dạ, em hiểu rồi. Dạ, anh nói sao? Anh đặt vậy rồi à? Phải. Ông ta còn muốn điều tra thêm vụ cái thắng xe. Cậu cứ nói đã làm báo cáo kiểm tra định kỳ xe, kèm theo các chứng từ bảo hiểm gửi lại cho ông Tài rồi. Dạ em biết rồi. Lát nữa cậu cứ đem hết giấy tờ bảo hiểm xe và bảo trì xe lên thẳng phòng cho tôi. Dạ, nếu mà anh Đạt coi hồ sơ thấy xe được bảo trì đầy đủ mà thắng xe bị hư là anh biết ngay có người phá. Chuyện đó cậu không cần phải lo được. Cứ làm theo những gì mà tôi đã bảo, đừng thắc mắc gì thêm. Rõ chưa? Dạ.
Theo sơ bộ kiểm tra ban đầu, có thể cậu bị tê lưỡi dẫn đến mất vị giác, có thể do bị ngộ độc thuốc. Ngộ độc thuốc? Nhưng mà con đâu uống thuốc vậy đó bác sĩ. Có khi nào là do sốt cao quá nên mới bị như vậy không bác sĩ? Nếu nói đến sốt cao dẫn đến tê liệt cả vị giác và khứu giác kiểu này thì chắc chắn không thể nào sau một ngày ngồi dậy được đâu. Cái này do không phải sốt cao, có thể là do cậu bị ngộ độc thuốc. Tuy không phải là liều lượng cao nhưng đủ để làm cho cậu mất đi vị giác và khứu giác. Nhưng mà như vậy liệu có hết không bác sĩ? Liệu 2-3 ngày nữa có hết không bác sĩ? Tình trạng của cậu tôi phải theo dõi và tiến hành các bước kiểm tra đo lường vị giác thì mới có kết luận chính xác được. Chào tổng giám đốc. Em nghe nói anh bị tai nạn xe hơi, không biết có nặng không à? Nếu mà tôi bị nặng thì tôi đâu còn đứng đây. Dạ. Giờ cũng tạm ổn. Dạ. Dạ đây, cái này là giấy tờ hồ sơ về bảo trì xe với lại bảo hiểm xe. Anh Tài kêu em đem lên cho ảnh. Vậy à? Dạ. Cậu vô phòng gặp tôi một chút. Dạ. Bác sĩ nói sao rồi? Bác sĩ nói do sốt cao quá cho nên mới bị như vậy. Chắc khoảng 1-2 ngày nữa là hết à? Hết hồn. Nãy giờ ở ngoài tôi tưởng là có chuyện nghiêm trọng không á. À nè nhóc, về nhà đừng có nói tùm lum nha. Tôi sợ mọi người lo lắng cho tôi á. Anh làm như tôi nhiều chuyện lắm á. Chuyện gì cũng nói sao? Không có nói đâu. Thôi về. Đi. Theo như hồ sơ này thì cậu đã bảo trì xe định kỳ hàng tháng rất tốt. Dạ, em cảm ơn anh. Cậu ra ngoài đi. Dạ, em xin phép. À khoan đã. Dạ. Mấy cái hồ sơ bảo dưỡng xe này đâu có gì đâu quan trọng. Tại sao phải đích thân tài xế nộp thẳng cho cậu Tài vậy? Dạ. Dạ. Tại anh Tài kêu em. Có gì á thì cậu cứ nói thật cho tôi biết đi. Tôi bảo đảm với cậu là cậu Tài sẽ không biết chuyện tôi gặp mặt cậu đâu. Thank you.
chết rồi, vẫn không nghe thấy mùi gì hết. Bây giờ mình phải làm sao đây? Đang làm gì đó? Không có gì. Sao vậy? Có chuyện gì không ổn à? Không, không có gì đâu. Thật không ngờ Lan Anh lại quan trọng với anh đến như vậy. Vừa mới chia tay Lan Anh thôi mà anh đã xỉu, đã sốt, vật vã tới mức như vậy rồi. Tôi thấy bây giờ tốt nhất là anh nên bỏ cuộc thì hơn. Người yêu không còn, mũi thì điếc, lưỡi thì liệt. Sao cậu lại biết chuyện đó? Mới đây mà đã quên rồi sao? Tao đã kêu với mày là hai chúng ta hãy thẳng tay với nhau. Ai biểu mày chậm chạp? Để tao ra tay trước. Không lẽ... Thật ra tao chưa có trực tiếp ra tay, nhưng mọi chuyện tự nhiên nó đã diễn biến ra như vậy. Cũng là cái hay. Mày cứ coi như số phận đã an bài cho mày như vậy. Cái này giống như cậu bị ngộ độc thuốc vậy đó. Tao nghĩ tốt nhất là mày nên câm miệng lại. Vì người cho mày uống thuốc là Trà My đó. Dù gì thì Trà My cũng chỉ là một cô nhóc nhạy cảm. Nếu như nó biết nó đã làm cho mày bị liệt dị giác, nó sẽ dằn vặt tới cỡ nào, mày hiểu không? Mày là đồ hèn. Phải, tao là như vậy đó. Là người có thể bất chấp hết mọi thủ đoạn, miễn là đạt được mục đích của mình. Mày rõ chưa? Con nói cái này của thằng Quân sao? Dạ phải. Nó nói với mọi người đó là thuốc hạ sốt, dằn lỏng. Nên khi thằng Nguyên bị bệnh, chị Cúc và Trà My đã đưa cho nó uống. Cái gì? Thầy biết thuốc này là gì hả thầy? Thuốc này có chứa một hàm lượng rất lớn, chất làm tê liệt các dây thần kinh ở đầu lưỡi, dẫn đến mất vị giác và khứu giác. Thằng Nguyễn nó uống nhiều chứ vậy? Sợ lâu lắm nó mới có thể hồi phục lại hai giác quan đó được. Nếu như vậy nó sẽ không tiếp tục thi được phải không thầy? Chuyện này ngoài thầy với con ra còn ai biết được nữa không? Dạ không. Vậy thì được. Tạm thời con đừng cho ai biết thêm, nghe. Dạ thưa thầy. Nhưng mà thằng Quân nó chơi xấu như vậy, mình cứ để yên cho nó sao thầy? Thằng Hữu Nguyện là học trò của thầy, Minh Quân cũng là học trò của thầy. Đứa nào đang gặp khó khăn thì phải tự tìm cách để vượt qua. Còn đứa nào lầm đường lạc lối thì cũng phải cho nó một cơ hội để nó chuộc lỗi. Để ta xem
hai đứa nó sẽ biểu hiện như thế nào trong lần thi này. Dạ, con hiểu rồi thưa thầy. Vô đi. Dạ. Chuyện tôi nhờ chú điều tra cho tôi, chú làm tới đâu rồi? Dạ, em đã cho người đến hãng kiểm tra bảo trì xe Định Kỳ. Họ nói là xe của anh không có vấn đề hỏng hóc gì hết. Vậy hả? Dạ, anh Tài kêu em đi chỉnh thắng xe của anh cho nó bị tụt. Anh hăm dọa nếu mà em không làm thì anh sẽ cho em nghỉ việc. Cậu Tài dám nói như vậy à? Dạ, nếu mà em nghỉ việc, gia đình em không có ai lo hết. Em xin lỗi anh. Dạ, từ ngày biết anh bị tai nạn xe, em không ngày nào ăn no ngủ yên hết. Thôi được rồi, cậu có việc biết là cậu có nghỉ việc hay không không phải do cậu Tài quyết định. Như vậy là được rồi chứ gì. Cậu ra ngoài đi, coi như tôi chưa hề gặp cậu. Dạ. Ý của chú là xe của tôi không hề bị trục trặc gì hết phải không? Dạ phải. Hiện giờ cả bên hãng bảo hiểm và bên công an đều kết luận rằng sở dĩ tai nạn của anh xảy ra có thể là do tay lái của anh. Ý của mọi người là tôi có vấn đề trong lúc lái xe nên mới xảy ra tai nạn. Dạ phải. Cũng có thể. Thôi chú ra ngoài đi. Cảm ơn chú. Dạ em chào anh. Hiện giờ cả bên hãng bảo hiểm và bên công an đều kết luận rằng sở dĩ tai nạn của anh xảy ra có thể là do tay lái của anh. Ý của mọi người là tôi có vấn đề trong lúc lái xe nên mới xảy ra tai nạn. Dạ phải. Cũng có thể. Thôi chú ra ngoài đi. Cảm ơn chú. Dạ em chào anh. Alo, tôi Đạt đây. Cậu có thể gặp tôi một chút được không? Anh muốn gặp tôi có chuyện gì? Tôi có chuyện cần đến sự giúp đỡ của cậu. Cần sự giúp đỡ của tôi à? Phải. Tôi biết hiện giờ cậu chỉ chuyên tâm vô học làm bánh ở chỗ thầy Phan. Nhưng nếu chuyện này cậu không giúp tôi thì tôi không biết phải tin tưởng vào ai nữa. Bây giờ tôi chỉ nghĩ về chuyện làm bánh, chỉ nó mới làm tôi hứng thú thôi. Tôi thật sự không còn hứng thú về mấy cái chuyện khác. Xin lỗi anh Đạt. Tôi nhờ cậu làm chuyện này là vì thằng Nguyễn. Nếu mà cậu không thể giúp tôi thì hãy coi như là giúp thằng Nguyễn. Cậu giúp tôi lần nữa được không?
Từ ngày anh về nhà tới giờ, anh cư xử lạ lắm. Không biết suốt mấy ngày đó anh đi đâu, làm gì và ở đâu. Anh có đoán ra được chỗ nào hay không? Có một chỗ, nhưng mà... Chỗ nào? Ở đâu? Mẹ của Hữu Nguyện. Cô ta đã trở về đây rồi. Lá thư hù dọa gửi cho anh và em, hình như có thể là cùng một người. Năm nào cũng vậy, gần tới ngày giỗ của bác gái, anh lại nhận được lá thư nặc danh y chang như em vậy. Tại sao tới bây giờ anh mới nói cho em biết chuyện này hả? Anh hy vọng cho dù anh nói hay không nói gì, em vẫn tin tưởng anh. Bây giờ nó đang ở đâu? Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà cũng không phải không có cách để buộc nó phải lộ mặt ra. Giờ anh có việc phải đi, chúng ta tạm gác lại, rồi bàn sau nha. Chị Vân à. Dạ. Dạ thưa cô, kêu tôi. Rót cho tôi một ly nước. Dạ. Dạ thưa cô, nước đây. Cảm ơn chị. À, dạ. Chị Vân. Dạ. Chị làm ở nhà này bao nhiêu lâu rồi ha? Dạ, tôi vô làm từ năm tôi 26 tuổi lận. Tính tới giờ cũng gần 40 năm rồi cô. Ừ. Tính ra chị cũng tận tâm tận lực với cái nhà này suốt một thời gian dài đó chứ. Cũng nhờ cô đối xử tốt với tôi, chứ gặp người khác chắc tôi cũng ở lâu dài được vậy đâu. Vậy sao? Ủa mà tại sao hôm nay tự nhiên cô hỏi vậy? À cũng không có gì, tại vô tình tôi chợt nhớ ra nên tôi hỏi vậy thôi. Thôi chị đi làm việc của chị đi. Dạ. Anh Tài hả? À em đây. Chắc là em sẽ đi gặp thằng Hữu Nguyện đó. Thằng Hữu Nguyện, thằng con quan của anh Đạt đó. Thứ bảy tuần này 2 giờ chiều ở quán cà phê Cát Tường. Anh nói với nó là phải tới đúng giờ nha. Vậy thôi ha. Thứ bảy. Con nói thật không? Bà Khuê tính đi gặp Hữu Nguyện sao? Dạ, cô Vân nói là nghe rõ ràng bà nói vậy. Vậy tức là Hữu Nguyện đã vẫn còn sống, Hữu Nguyện đã vẫn bình an vô sự. Dung à, đừng có vội. Tôi thấy có chuyện gì đó bất ổn trong chuyện này lắm. Coi chừng tụi nó theo dõi tôi không được, nên bây giờ tụi nó gài bẫy mình thôi. Ở đó là ở đâu? Chỗ bà Khuê hẹn Hữu Nguyện là ở đâu? Dạ, quán Cát Tường. Nghe nói đó là quán đồ ăn nhẹ bên quận 7 đó cô. Nguyện bên quận 7? Không lẽ cô định tới đó thật sao? Anh không nghe là Hữu Nguyện cũng tới đó hay sao? Cô đi một mình tới đó nguy hiểm lắm. Lỡ như đó là mưu kế của ông Tài để dụ cô ra thì sao? Hay là để tôi và Giang tới đó coi tình hình sao nghe. Anh không nghe là Hữu Nguyện cũng tới đó hả? Tôi không đi thì tới khi nào tôi mới được nhìn thấy nó hả? Nhưng nếu như đi, cô phải đối đầu với bọn họ đó. Tôi đã từng bị té xuống suối mất trí nhớ. Tôi đã từng nghĩ tôi chết rồi, nhưng tôi vẫn còn sống.
Suốt 14 năm trời, tôi đã mất đứa con trai mà mình đứt ruột sinh ra. Đau khổ dằn vặt, sống không bằng chết. Vậy thì còn thứ gì khiến cho tôi phải sợ nữa chứ? Đối mặt với bọn họ thì có gì ghê gớm hơn những gì tôi đã từng trải qua? Nhưng mà thứ bảy tuần này 2 giờ đúng không? Dạ. Hữu Nguyện, con vẫn còn sống sao? Con trai của mẹ, Hữu Nguyện ơi. Nè, vẫn còn khát lắm. Năm qua ngày nào anh cũng nhào bột từ sáng tới tối hết. Chắc tay anh vẫn còn nhớ độ tới của bột đúng không? Thôi, không nếm được không có nghĩa là chấm dứt tất cả.
anh có để tôi giúp anh cho tới khi nào anh hồi phục được không? Tại sao lại giúp tôi chứ? Để cho tôi giúp anh đi. Nếu không tôi sẽ thấy rất là có lỗi. Nếu ngày hôm đó tôi không cho anh uống thuốc đó thì bây giờ anh đã không như thế này. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi hết. Nè nhóc, nghe tôi nói nè. Không phải lỗi của nhóc đâu. Không phải lỗi của nhóc đâu. Đừng có khóc. Nè, 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 nhìn tôi nè. Nhìn tôi nè. Tôi không có sao hết á. Tôi nói thiệt đó. Đừng có khóc nha. Anh đừng có nói dối. Tôi đã biết là anh rất buồn và rất là chán nản. Anh chỉ cố gắng tỏ ra bình thường để cho mọi người đừng có lo lắng thôi. Tôi hiểu mà. Nè nè, tôi đã nói là không sao mà. Thôi nín đi. Ngoan nín đi, đừng có khóc nữa. Thôi mà, tôi đã nói là không sao. Ngoan đi mà. Thôi nín đi. Đừng có khóc nữa. Ê, ê, ê. Kỳ này anh mừng nhà mình mừng thiệt rồi nha. Sắp có con rể rồi. Được á, được á. Trời ơi chú ơi, quá được luôn đó chú. Con kể cho chú nghe nha, thằng Hổ Nguyện nó à, thằng Hữu Nguyện á, tuy là nó chưa có khẳng định được bản thân của nó, nhưng mà tao để ý đó nha, từ ở tận bên trong đáy lòng của nó là một người tốt tánh, hiểu không? Dạ đúng rồi, con cũng thấy vậy. Chưa hết đâu, tao để ý á, thằng Hữu Nguyện nó bỏ đi đâu mấy ngày á, con mi nhà mình á, nó ngóng ngóng trông trông vậy nè. Nhìn bắt cười lắm mày ơi. Đó 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 đó, chú Vinh còn cười mỉm mỉm kìa. Chú Vinh còn thấy điều đó mà. Đúng không chú Vinh? Không mấy bây giờ á, mình nói chú mừng đốc cho hai người đó đến với nhau luôn đi. Được có phải không chú? Đúng không? Ba người ngồi đây làm gì ạ? Cũng có gì đâu. Mọi người ngồi hóng mát thôi. Mà cũng trễ rồi, con vô ngủ đi. Rõ ràng con thấy ba người đang nói chuyện gì mà. Xong rồi thấy con cái im ru à. Thì đâu có nói chuyện gì liên quan tới em đâu. Ba chú cháu ngồi thống kê lại mấy cái thông tin rồi tìm ra kết luận thôi mà, có gì đâu. Chuyện gì chứ? Kết luận chuyện gì? Ê, nói chung ba tôi nãy giờ ngồi đây thấy hết ráo rồi. Chú thấy con với lại Hữu Nguyện xứng lứa về đôi nghe. Còn thích Hữu Nguyện lắm đúng không? Mọi chuyện tới đâu rồi? Tốt đẹp chứ hả? Trời, thấy hai đứa như vậy ai cũng vui hết trơn á, ai cũng mừng hết trơn á. Thấy chuyện gì chứ? Thì ấy đó. À, cái chuyện đó hả? Mọi người hiểu lầm rồi. Tụi con chỉ là bạn thôi à. Bạn hả? Thôi đừng có xạo. Không có bạn bè gì mà ôm nhau cứng ngắc hết trơn á. Anh đừng có nói vậy chứ. Ê, nói chung là nãy tôi nói rồi, ba thằng tôi thấy hết ráo rồi. Tụi tôi già rồi, đâu phải con nít nữa đâu. Nhưng mà nè, bây giờ chú thấy á, con cũng hết lòng hết sức với Hữu Nguyện rồi. Nhưng mà không biết sao nha, nó cứ bơ bơ còn sao á. Thì ảnh đang có chuyện buồn mà. Con là bạn bè thì phải giúp đỡ ảnh chứ. Mấy chú không thấy là ảnh đang có chuyện buồn sao? Thì đó, bây giờ trong lúc người ta đang buồn nè, nhân cơ hội này mình tiến tới luôn. Đúng rồi đó, con tiến thẳng vô, thẳng vô luôn. Mày này không bao giờ làm chuyện hèn hạ vậy nha. Quân tử là phải không làm chuyện xấu xa.
thôi. Mọi người đừng có bàn chuyện này nữa. Con đi ngủ trước đây. Ủa, con nhỏ này cũng quân tử nữa hả ta? Khó hiểu thiệt. Ta luôn hả? Lão, bắt nó lại. Trời, cái gì vậy? Hả? Chuyện gì vậy? Trời ơi. Cướp. Đâu mất tiêu rồi. Mới thấy đây mà. Thôi về. Thời buổi bây giờ mà còn mấy thứ người như vậy nữa. Mới đây nó chạy mất tiêu rồi. Nhanh thiệt chứ. Dí theo thằng đó hụt hơi luôn. Mày chạy không kịp nó nữa. Ủa, mà chuyện gì vậy anh Mừng? Đồ ăn cướp. Ai nữa? Ba có nghĩ là đứa nào giỡn với mình không? Hay là không lẽ là người đó quay lại? Chú Bình đó ba. Yên lặng chút coi. Còn 5 ngày nữa là thi rồi đó. Ừ. Rồi sao? Cố lên. Vẫn chưa chịu bỏ cuộc hả? Ừ. Không. Tôi mà bỏ cuộc Bảo thắng làm sao? Cho nên tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc. Cái gì? Nếu như tôi để Bảo thắng bằng cái chiêu này thì sau này Bảo sẽ dùng chiêu này để hại người khác. Tôi muốn chứng minh cho Bảo thấy chơi xấu người khác sau lưng thì mãi mãi sẽ không bao giờ thành công đâu. Muốn dạy đời tao hả? Người như tôi có gì đâu mà dạy đời ai chứ. Ít học, không biết gì, không có gì trong tay. Nhưng mà một thằng tầm thường như tôi còn thấy Bảo đang đi sai đường đó. Mày muốn chết hả?
đừng có làm cho tôi phải ghét Bảo thêm nữa. Nghĩ cho ba chút đi. Dù cậu có cướp đi Lan Anh, cậu có bỏ thuốc độc khiến cho tôi mất đi khứu giác, hay cậu có làm gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Bởi vì tôi là Hữu Nguyện, và đó là lòng tự trọng của tôi. Tuyệt đối không bao giờ thắng được Hữu Nguyện đâu. Quân đâu phải là đối thủ của nó. Hai người khác nhau hoàn toàn. Khác lắm. Từ sáng tới tối hết. Chắc tay anh vẫn còn nhớ độ tới của bột đúng không? Thôi, không nếm được không có nghĩa là chấm dứt tất cả. Anh có để tôi giúp anh cho tới khi nào anh hồi phục được không? Cứ thử một lần nữa coi sao. Tuyệt đối mày không thắng nổi tao đâu. Mà kéo mỏng ra thấy được ngón tay mà không rách không chảy là lúc đó tốt rồi. Thank you.
Mi, thử đi. Chỉ cho cực thân không biết nữa. Tay mình cũng nhảy ra chứ. Mình cũng phải chính xác từng ly từng tí nữa.
thử đi, nóng lắm. Hả? Sao? Ngon không? Không được, làm lại đi. Sao rồi? Được không? Ráng lần nữa đi. Rốt cuộc sai chỗ nào mà lại không được? Thành Phật, men hay là cái gì? Nè, ông làm gì vậy? À, nghe nói trong tiệm bánh đây đang có cuộc thi, cậu cũng muốn thi hả? Nè, cậu đang làm bánh gì? Ngon nhất thế gian hay là thú vị nhất thế gian? Ông là ai? Tại sao ông biết những chuyện này? Cậu có bao giờ nghe đến loại bánh đặc biệt của vua bánh mì không? Mà bao lâu nay không có một người nào làm được hết. Tôi chính là người làm ra loại bánh đó. Ông nội, ông là người làm ra loại bánh đặc biệt đó. Ừ, đúng, chính là tôi. Nè, muốn qua được kỳ này không? Tôi chỉ cách cho. Nhưng trước hết phải giúp tôi một việc.